Dạ lên hình bé này thì cô chú anh chị mình biết tên nó rồi ha. Quá gành này. Em này nổi tiếng cực kỳ cô chú anh chị, rất là nổi tiếng luôn. Thứ nhất là chạy tiết kiệm, thứ hai là về tốc độ và thứ ba là về cái độ bền của em nó cô chú anh chị. Yanma 4LH. Khủng khiếp. 160 ngựa cô chú anh chị. Hộp số thì đang chạy là 3 tua. Hộp số IX theo máy. Dòng này nổi tiếng rồi, dạ cần số đây. Turbo, giải nhiệt nước và xương hàng gió lớn. Đời này 160 ngựa, bích tông 1 tấc, 3200 tua nha cô chú anh chị. Rất là nổi tiếng em nó, nhất là những cô chú anh chị ở vùng sông Cầu Phú Yên, Cam Ranh Khánh Hòa. Chạy em máy này em nó khủng khiếp. Toàn là thấy cô chú anh chị ngoài đó bay không à, chứ không thấy chạy. Đây, chị heo nè cô chú anh chị. Máy này phải gọi là đỉnh nha cô chú anh chị nha. Nước sơn nguyên rin. Tình trạng em máy này thì ở đây chủ bãi người ta chưa rửa, chưa xịt bóng gì hết nha cô chú anh chị nha. Em quay theo hiện trạng. Đây là cần ga nè, cần tắt ở trên nè. Quay hiện trạng trước cho cô chú anh chị. Tại vì thấy bé máy này nhiều cô chú anh chị mình chuộng, cho nên làm trước. Còn về sau cô chú anh chị mình có muốn rửa hay là muốn sơn bóng gì đó thì liên hệ trực tiếp qua chủ giùm em. Chữ máy có nè. Một tấc. Cái này là cái gì đây, cái tắt điện của chú anh chị. Tắt điện còn luôn. Ốc tán bên trong nè. Là một tấc 3200, bốn máy bét kim. Dòng này thì cô chú anh chị mình cặp bình vô lắc là nổ, không cần xông bét của chú anh chị. Tiết kiệm cực kỳ. Con này thì 160 ngựa. Đây. Chi tiết em máy này thì đồ của em nó đầy đủ hết của chú anh chị. Bơm nước biển nè. Đề nè. Lóc nè. Bao cốt tăng đa, bao nắp lóc không nước bể, dàn hơi rất là chuẩn nha. Bu ly rảnh đầu thì 1, 2, 3, còn 3 rảnh đầu. Bỏ rảnh ở trong tại vì nó kéo cái bơm trộn của chú anh chị. Dàn cò em quay cho cô chú anh chị mình coi. 4LH160 có rồi. Giá cũng hợp lý. Giá 120 triệu cho cô chú anh chị mình. Tại chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long nha. Bán giá này là giá tại bãi nha cô chú anh chị. Còn vận chuyển thì cô chú anh chị mình báo dùm cái vị trí cho anh chủ. Để anh coi như thế nào, anh gửi bưu điện hay là anh gửi đường xe thì anh sẽ tính cho cô chú anh chị mình. Nhìn cò bên trong cũng sáng trưng nè cô chú anh chị. Bóng lưỡng nè. Rồi, hợp lý tới từng chi tiết thì bây giờ cặp nổ thôi cô chú anh chị. Tem mạc cũng còn đủ ha. Đây, 120 triệu. 160 ngựa, 3200 tô bích tông, 1 tấc, 4 máy bé kim. Con này có tạ dục nha cô chú anh chị. Ở trong đây, trong các te nè, cho nên con máy này lực dữ lắm. Vừa lực mà vừa lấy tốc độ luôn. Bà con sông Cầu thì thấy bé này thì quá rành em nói rồi. Phải gọi nó là siêu phẩm, hàng hot nha. Rồi mời cô chú anh chị mình coi clip test nổ của 4LH 160 ngựa. Mời bà con. Ok. Đây là clip test nổ của Yanma 4LH 160 ngựa, 3200 tua, bích tông 1 tấc cho cô chú anh chị mình. Ra tùy thi thầm luôn. Đó, như em nói, dòng này rất nổi tiếng ở những cô chú anh chị nào sử dụng vỏ composite. Nhất là dùng Cam Ranh Khánh Hòa, sông Cầu Phú Yên. Em này rất nổi tiếng ngoài đó. Một con máy 4, mã lực hơn cả con máy 6 nha cô chú anh chị. Rất là nhỏ nhẹ, lùng đòn, ngắn gọn mà 160 ngựa, tua cũng cao, 3600 tua, thay vô đó luôn là cái bích tông nó tới 1 tấc lận cô chú anh chị. Garanti nè. Hơi hám cứng ken luôn nha cô chú anh chị. Vô số ra này. Chưa, vô số. Đây. Gia luôn chú mình. Hộp số em ru luôn cô chú anh chị. Nhiều. Hiện tại là một tua 7 hả? Vậy cô chú anh chị mình muốn gắn hộp số lên tua thì cô chú anh chị mình gọi qua ảnh để ảnh sắp xếp cho cô chú anh chị mình. Có đổi số vẫn giữ nguyên giá đúng không? Ok, vẫn là 120 triệu cho cô chú anh chị mình, vẫn giữ nguyên giá. Lên ga đây, quýu luôn. Quá đã. Trời ơi, Ganty 160 ngựa, 3200 tua nha cô chú anh chị.
4LH xanh, turbo xương gió lớn. Turbo này là luộc nước nha cô chú chị nha. Ngay sò lửa nè, gãy nhiệt nước luôn. Vô số cái đây chú. Trời ơi, nó chuẩn từng chi tiết cô chú anh chị. Giá 120 triệu. Cô chú anh chị nào chạy cao tốc thì giữ nguyên số này. Và cô chú anh chị nào muốn chạy cho nó có tour để lấy lực chút xíu thì đổi cặp số lên có tour nha. Tầm 2 tour, 2 tour rưỡi được rồi. Turbo SI nè. Ganti thi thầm luôn cô chú anh chị. Rất là nhuyễn luôn. Cho cô chú anh chị mình nghe tiếng lóc cóc của Giang Ma nè. Không ơi nè. Quá xịn luôn. Bán đồng tiền bát gạo nha cô chú anh chị. Giá hợp lý với cái chất máy nha cô chú anh chị nha. Cái nữa anh ơi, quá sướng à. Quá dữ. Hồi nãy thì em thấy là cái cần ga anh chủ anh nhóm mà còn ga nữa nha cô chú anh chị. Thôi cỡ này là chạy đã ác chiến rồi cô chú anh chị, không cần làm gì thêm đâu, không cần mở góc này đâu cô chú anh chị. Rồi tắt anh ơi, cần tắt nằm đâu, à nằm trong ha. À cần tắt là cần trên nha cô chú anh chị nha. Nó xa gắn tắt điện đây luôn nè. Rồi hoàn thành cho cô chú anh chị mình 4LH 160 ngựa siêu VIP luôn, quá chất lượng của chú anh chị. Giá 120, giá hợp lý nha, hợp lý với chất máy nha của chú anh chị. Hoàn thành.